Vâng, xin kính chào anh chị và các bạn. Mình tên là Đoàn Nam Em và hiện tại thì mình đang công tác và làm việc tại công ty trách nhiệm hữu hạn OBS và đang phụ trách tại khu vực là Cống Cái Cùng, huyện Hòa Bình của tỉnh Bạc Liêu. Thì trong cái buổi chiều ngày hôm nay thì mình có đến thăm là anh Cường, một anh khách hàng rất là tuyệt vời của OBS tại chi nhánh là Cống Cái Cùng. Thì hiện tại thì tôm anh phát triển rất là tốt và nuôi sú và sú của anh mới sang ra. Thì xin mời chị và các bạn cùng mình xuống xem tôm của anh như thế nào. Thì đây là cái ao gốc anh sang ra những cái ao khác. Khi anh thả tôm ao gốc thì anh sang ra những cái ao còn lại. Tôm rất là sung, phát triển rất là tốt. Buộc rất là to ha. Vâng, thì đây là ao thứ nhất, ao gốc mà anh đã thả tôm xuống cái ao này và anh sang ra những cái ao còn lại. Thì xin mời chị và các bạn cùng mình đi đến cái ao thứ hai. Vâng, thì đây là cái ao thứ hai của anh. Khi mà anh thả tôm ở ao gốc rồi anh sang ra cái ao này, chúng ta sang bằng cái đục bắt quái. Mỗi ao ở đây thì tầm khoảng 1.500 khối nước. Chúng ta xuống xem tôm ao số 2. Ao này có vẻ là tôm nó lớn hơn ao gốc. Nhìn tôm nó rất là sung. Gan ruột rất là đẹp. Đặc biệt là khu này ao đất rất là nhiều và đặc biệt là những anh em ở đây là nuôi là sú. Vâng, màu nước cũng rất là mỡn, anh chị xem ha, nước rất là đẹp. Vâng, thì tôm anh hiện tại thì được 1 tháng 25 ngày, phát triển rất là tốt và đã đang trong giai đoạn là tăng trưởng nhanh. Thì nếu anh chị và các bạn có nhu cầu cũng như là tư vấn về vấn đề kỹ thuật nuôi thì cứ liên hệ với mình qua số điện thoại là 0373 762 224. Rất vui cũng như rất sẵn sàng để phục vụ hỗ trợ quý anh chị và các bạn. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý anh chị và các bạn trong những cái video kế tiếp.